tuyết trắng này, tuyết trên cành cây, tuyết đậu trên cành cây, nếu mà quay từ trên xuống thì nhìn đẹp lắm cả nhà. Đấy, hôm nay mình sẽ đi quay chợ Noel ở Đức cho các bạn xem nhé. Nhưng mà mình nói trước là ở Đức này quay rất là khó, cho nên là không quay được tỉ mẩn đâu, quay qua qua thôi. Thì các bạn chịu khó xem vậy nhé. Đấy, mọi người người ta đi chợ Noel ấy rất là vui, nhộn nhịp. Đây là cái quầy bán xúc xích nướng, mọi người gọi là xúc xích đấy. Đây một cái biểu tượng của thành phố, năm nào người ta cũng bắc lên để cho mọi người chụp ảnh lưu niệm. Đây mọi người, người ta đi hội chợ về Noel rất là đông, đa số là đồ ăn đây các bạn. Đây là một cái quầy bán cái gì đấy mình không dám quay rõ đâu, không dám nhìn vào, quay vào này nó nói, bán đồ ăn. Quầy này là bán bánh ngọt các bạn. Đây là bán tất cả các loại hạt tẩm đường, cũng rất là đắt, nhưng mà rất tiếc là không quay tẩn mẩn được giá từng loại. Đây, nhiều cái ăn cũng ngon lắm, trẻ con nó thích. Còn cái quầy này là alo. Cái này là trông cái bánh nó giống như bánh rán ấy, rất là ngon. Good life, yeah? Yeah. Yeah, xuyên thác nó. Đấy. Nó thấy mình quay là nó vẫy vẫy thì bắt đầu mình mới dám vào mình hỏi. Đây là cái quầy bán kem này. Bán kem mới bán cái gì đây? Alo. Alo. Cái quầy này là bán rượu, các loại rượu này. Còn trong này là cái chỗ chơi của các cháu, vẽ vời của các cháu. Thôi mình chẳng vào đâu. Đa số là bán đồ ăn đấy các bạn. Chỉ có là bán đồ ăn thôi. Những ai mà ở Đức thì chắc là không lạ, nhưng mà các bạn ở Việt Nam thì các bạn thích xem. Năm nào cũng có cái biểu tượng này. Cái trong này là bán tất cả các loại rượu họ pha đấy các bạn. Pha ngon lắm. Đây quầy này cũng là bán bánh mì này. Bánh mì kẹp xúc xích. Kẹp xúc xích. Phù hợp vết phết. Đấy là phấn khởi cái ngày lễ đã đến. Đây là bán đồ ăn giống như là trông nó cứ nhão nhát ấy. Nhìn như cắm lợn ấy lồng lồng. Mình quay nó nhìn nên mình cũng ngại. Quay này bán cái gì đây không biết. Treo toàn cái này, chắc là bán những cái sao này sao ấy. Treo toàn cái sao thôi. Quầy này là bán những cái cái mà cái bánh tẩm đường nó ngọt ngọt ấy, ngon lắm, mọi người thích ăn. Còn đây là quầy này là bán táo tẩm đường này, rồi các loại hạt tẩm đường này. Đa số là bán đồ ăn đấy các bạn. Đấy, mỗi người một cái quầy này. Họ thuê chỗ rất là đắt. Nên họ bao một cái nhà này lên cũng không đơn giản, là rất là cầu kỳ. Đây bên này là cũng bán xúc xích kẹp bánh mì này. Còn bên này là bán các loại trái cây này, nhìn tươi ngon không các bạn? Rất là tươi ngon, nhưng mà đáng tiếc là mình không quay giá cả được các bạn nhé. Mình đã nói trước là ở Đức quay rất là khó, cho nên là chỉ quay thế thôi.
chỗ này là chỗ chơi của trẻ con này. Rồi lấy đi qua cái chỗ nhạc mình tránh mình cách một đoạn đi. Đây là các cái loại bánh, nhưng mà bánh là toàn nó bằng sô-cô-la đấy các bạn. Rất là ngon. Toàn đồ ăn, đa số là đồ ăn cho dân đi chơi, đi xem với lại trẻ con. Các quầy không thiếu một cái gì. Quầy là bán hot dog này. Kia là một cái toilet, cái nhà vệ sinh để cho mọi người đi. Nhiều lắm. Đây này, cái quầy này không bán cái gì, họ xiên đây. Khoai tây họ xiên này, họ nướng cổ rỗ trẻ con. Trong này là một cái khu mà họ quay như là một kín, như một cái khu riêng biệt đấy các bạn. Và đây để xem người ta bán những cái gì nhé. À, quầy này là bán cốc chén đây các bạn. Cốc chén. Ôi dồi ôi. Đây là toàn bán cốc chén này. Ấm tích. Đa số là bán đồ ăn các bạn ạ. Nhưng mà các cái quầy họ làm rất là cẩn thận. Alo. Quầy bán vuốt đây. Thỉnh thoảng người nước ngoài nó thấy mình quay nó vẫy các bạn ạ. Còn người Đức thì khó lắm. Đây là cái quầy này là bán toàn tất áo len. Họ tự đan này. Quầy này là bán các loại dao dĩa, nhẫn, dây chuyền các loại cho hội trẻ thôi, chứ già chẳng ai ta mua. Quầy này là bán các cái nọ kẹo này. Ôi, đây bán các cái biểu tượng, các cái con, các cái người con bằng gỗ này các bạn. Đây, các cái ghế bằng gỗ hết này. Họ tạc rất là đẹp. Sừng hiêu, sừng lai, người ta hay mua, người ta treo tường ấy, đắt lắm. Nhưng mình chả thích cái này. Cái quầy này bán cái gì đây? Mình thấy họ nhìn mình, họ cứ lậm lờ nên mình ngại. Đây, cái này bán những cái quả này đẹp quá này, kiểu như là quả cầu, xong rồi họ tạc chanh ấy, đẹp quá, nhìn rất là đẹp. Đồ này là đồ bán cho trẻ con đấy các bạn, toàn cho trẻ con này, kiếm dao. Cho người lớn này, người ta đi hội cũng có. Cái ngày hội gì đấy họ đi nỏ này. Ôi ôi, đây là quay thịt gì đây, hun bằng gỗ thì rất là ngon nhá, chứ than thì không ngon đâu. Than gỗ rất là ngon. Trong này họ uống bia này. Năm nay có vẻ giảm ít thì năm ngoái nè. Xung quanh nhà mình ở luôn, năm nay không khó. Năm nay không thấy. Chắc là số người nó bán nó giảm đi, tại vì là buôn bán nó cũng kém nên là họ giảm, họ bỏ các bạn. Và bây giờ mình đi ra ngoài. Cứ bảo giá cả nó lên cao, trượt giá đắt đỏ, cho mình thấy người dân á, họ vẫn đi chơi, vẫn ăn uống tẹt ga, vẫn chơi bời. Tại vì Đức họ không có khổ, họ không có nghèo.
Người Đức họ không có khổ, họ vẫn có tiền họ xài, không có việc làm thì nhà nước nuôi. Chế độ ở Đức rất là tuyệt vời các bạn, tuyệt vời lắm. Những cái chỗ nó có nhạc thì mình lại phải tránh đi, tại vì nè, đây là bán các cái sô-cô-la đây để ăn cái bánh mì, quạt cái bánh mì này. Mình phải tránh đi tại vì nếu mà để nhạc cái về lại phải lọc, mà phải tách mà. Nói thật với các bạn, các bạn có ủng hộ đâu, rất là ít người xem, làm gì có tiền, nên là mà mình không có thời gian. Nếu như mà các bạn ủng hộ nhiều, nhiệt tình ấy thì, bởi vì phải đầu tư thời gian nhiều lắm các bạn ạ. Cái quầy này là bán dây chuyền này. Đa số là bán đồ ăn đấy các bạn. Đa số là bán đồ ăn nhé.